Những chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2024. Một số chính sách liên quan đến các vấn đề về kinh tế như quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động lấn biển theo luật đất đai 2024 có hiệu lực từ tháng 4 năm 2024. Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51 ngày 13 tháng 6 năm 2016, quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, và Nghị định số 52 ngày 13 tháng 6 năm 2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Nghị định số 21 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2024, sửa quy định về thăng lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động. Theo đó, Nghị định số 21 sửa đổi điều 4 Nghị định số 51 về thăng lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đồng thời, nghị định này sửa đổi, bổ sung điểm A và điểm B khoảng 3 điều 5 Nghị định số 51 về xác định quỹ tiền lương kế hoạch. Ngoài ra, Nghị định số 21 cũng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 52 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định số 233 ngày 12 tháng 3 năm 2024 công bố thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2024. Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể, có hai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, Bộ luật ISBS, và phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển, Bộ luật ISBS. Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải là cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty, theo thông tư số 03 ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 27 ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Giao thông Vận tải quy định về áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974, ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển. Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2024. Cụ thể, Nghị định số 20 sửa đổi, bổ sung điều 60 của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP quy định về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam. Nghị định số 20 quy định rõ trường hợp các thiết bị, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay trong phạm vi quản lý của một cảng vụ hàng không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật cho các thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam. Trừ các trường hợp quy định ở trên, Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với các thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam. Đồng thời, Nghị định 20 cũng sửa đổi, bổ sung khoảng 3, khoảng 6, điều 67, Nghị định số 05 quy định về các dịch vụ hàng không cung cấp tại cảng hàng không, sân bay. Mặc dù luật đất đai 2024 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nhưng có hai quy định của luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Cụ thể, khoảng 2 điều 252 luật đất đai 2024 nêu rõ, điều 190 và điều 248 của luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trong đó, hai quy định này gồm các hoạt động lấn biển, nguyên tắc của hoạt động lấn biển, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển, các nội dung sửa đổi, bổ sung luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về nguyên tắc căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hay còn gọi là sổ đỏ ra sao. Các bạn cùng theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé. Theo Điều 151 Luật Đất đai 2024 quy định, người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp sau. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Điều 179 của luật này. Đất được giao, sử dụng chung với đất được giao để quản lý thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công nhận quyền sử dụng đất tại điểm A, khoản 2, điều 181 của luật này. Đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. Đất đang có tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh. Như vậy, từ năm 2025, nếu thuộc vào 7 trường hợp trên, người sử dụng đất sẽ không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai năm 2024. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 1 điều này hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong quá trình xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất, công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có các thông báo, quyết định này mà không thực hiện. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng lấn chiếm, mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trừ trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy định tại Điều 148 và Điều 149 của luật này có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng. Tài sản thuộc sở hữu của nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 và Điều 149 của luật này. Xoay quanh những thông tin về việc cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai mới, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.